Ú là trời, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, phải làm sao đây? Có cái vẻ đẹp đến lúc cần lại kéo khóa không lên thế này có chết không chứ? 20 ngày làm sao để giảm mỡ bụng đây? Quyết tâm tập thể dục, nhịn ăn tận hơn 2 tuần rồi, mà trời ơi vẫn không thay đổi gì luôn mọi người ơi, chán thế. Để nghiên cứu xem có cách nào giảm mỡ bụng nhanh gọn lẹ lại không đau đớn không mới được. À, có công nghệ siết cơ giảm mỡ tự thân Thighwest này có vẻ hay nè. Chỉ sử dụng mát xa bấm huyệt nhẹ nhàng mà có thể hạ tới 15-35cm vòng eo, cũng nghi hoặc về thực hư, nhưng họ cam kết chỉ 10 ngày là có eo đẹp nên mình đánh liều coi sao. Thích là phải nhịn ngay, mình đã ghé ngay thẩm mỹ viện Hương My để trải nghiệm dịch vụ này. Phương pháp này chỉ tập trung đúng vùng bụng để xử lý loại mỡ thừa, không tiêm, không xâm lấn, không căng chỉ, không ăn kiêng, không uống thuốc giảm cân, không hút mỡ, không phẫu thuật, không cần nghỉ dưỡng. Với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật cao, trang thiết bị hiện đại, một buổi thôi tôi đã giảm được 6cm rồi nè. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng mà tôi trải nghiệm rồi, thật đó nha. Và đây là kết quả sau khi kết thúc liệu trình giảm mỡ tự thân tại thẩm mỹ viện Hương My. Mọi người thấy sự khác biệt rõ ràng trên nè. Giờ thì mình tự tin lên đồ đi dự tiệc rồi nhé. Hiện tại spa đang có khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn cho chị em. Một buổi xít eo giá chỉ còn 499k thôi. Đi nhóm 2 người còn được giảm 10% và tặng đai nịt bụng nữa. Vì vậy, chị em nào đang có chiếc bụng béo thì nhanh nhanh tới spa để say goodbye với đống mỡ đang ghét nhé.